Rồi, đầu tiên thì xin được chào tất cả các bạn. Chúng ta đã đến với cái bài giảng ngày hôm nay của chúng ta. Thì bài giảng này là một trong các chuỗi cái bài giảng mà nó liên quan đến cái kỳ thi là đánh giá tư duy. Thì không biết rằng là cái kỳ thi này thì các bạn ở trong lớp mình ấy thì đã học được những cái phân môn nào rồi? Các bạn đã học toán chưa? Chúng ta cho vào trong cái phần chat cho thầy nhé. Hay là hôm nay là buổi đầu tiên? Chúng ta đã học những phân môn nào của nội dung này rồi? Học toán, học lý, học sinh và học môn ngữ văn chưa? À, toán và sinh rồi đúng không? Như vậy đây là môn thứ 3 đúng không? Ok. Thế thì mặc dù nó là môn thứ 3 nhưng mà thầy cũng muốn là năm nay thì tách ra chúng ta không học chung các bộ môn khoa học với nhau nữa, mà năm nay thì sẽ chia ra là các môn khoa học chúng ta sẽ có vật lý, hóa học và sinh học riêng đúng không? Thế thì các bạn nghe nhé. Nội dung cái phần đầu của thầy ấy, thầy sẽ nói cho các bạn nghe một chút về cái tổng quan bài thi khoa học, bài thi đánh giá tư duy, và cụ thể là cái phần tư duy khoa học là cái vấn đề đó như thế nào, đúng không? Bởi vì là có thể là cái này các thầy môn sinh các thầy đã nói rồi, nhưng mà thầy vẫn mong muốn là nhắc lại cho các bạn một chút để cho các bạn nắm rõ hơn, đúng không? Ví dụ như là cái phần cấu trúc này thì chúng ta sẽ phải làm 3 cái bài thi như thế này. Trong đó thì cái bài tư duy khoa học ấy là cái bài này chiếm 60 phút và 40 câu trắc nghiệm khách quan, đúng chưa? Đấy, tất cả các nội dung của cái này ý, thì nó đều liên quan đến cái gì nhỉ? Liên quan đến ví dụ như là các lĩnh vực khoa học công nghệ này, kinh tế, kỹ thuật, đúng không? Và nếu như các bạn để ý thì ở trong cái buổi livestream năm trước cái kỳ thi này thì thầy livestream với một thầy giáo ở bên Bách Khoa thì thầy còn nói rằng là có vẻ như là ở trong cái phần đánh giá tư duy khoa học và giải quyết vấn đề này thì người ta không nói là khoa học tự nhiên mà người ta nói khoa học thôi. Thế có nghĩa rằng là cái nội dung ở trong cái bài này có thể là nó không phải chỉ bao gồm là vật lý, hóa học hay là sinh học, mà nó có thể bao gồm nhiều cái phần khác nữa. Ví dụ như là kinh tế hay là xã hội. Đấy, thì cái này dần dần ở trong cái quá trình chúng ta ôn thì chúng ta cũng sẽ nắm rất là rõ nhá. Về cái câu hỏi ấy, về cái câu hỏi ở chỗ này thì nó sẽ chia là đầu vào và đầu ra. Vậy thì đầu vào ở trong cái phần khoa học này nó sẽ là những cái gì? Đấy, thì cái này nó sẽ là một cái rất là đặc trưng ở trong đề đánh giá tư duy nhá. Đầu vào nó sẽ là các ngữ liệu khoa học này. Nó là cái quá trình mô tả cái dữ liệu đó, hay là tóm tắt một cái bài nghiên cứu nào đấy ở trên báo khoa học, hay là các cái luận điểm mà nó có cái sự xung đột ở trong lĩnh vực khoa học mà chúng ta cần phải tư duy ở trong cái quá trình chúng ta tư duy bài, chúng ta phải phát hiện ra cái xung đột đấy. Được chưa? Và đầu ra là khi mà chúng ta đọc những cái ngữ liệu khoa học này thì chúng ta phải tính này, giải thích này, hoặc là chúng ta chỉ ra được cái phương án phù hợp nhất về cái thông tin khoa học. Đấy. Về dạng thức của đề thi thì các bạn đã qua được cái phân môn sinh rồi đúng không? Thì chắc là môn sinh thì thầy Huy nhỉ? Sẽ đưa ra cho các bạn biết là các cái nội dung câu hỏi nó có thể như thế nào. Đúng chưa? Thế thầy có thể đưa ra ở đây là nội dung câu hỏi thì có thể tập trung vào một số dạng. Ví dụ như là câu hỏi có nhiều lựa chọn này, đúng không? Thì trong câu hỏi có nhiều lựa chọn, nghĩa là giống kiểu trắc nghiệm khách quan thi trung học phổ thông quốc gia bình thường ấy, thì nó khác ở chỗ nhé các bạn nhé, nó khác ở đây này. Nếu mà thi trung học phổ thông quốc gia bình thường thì nó chỉ có duy nhất một đáp án đúng thôi, một đáp án đúng thôi. Nhưng mà nếu mà thi đánh giá tư duy thì nó có những câu nó có nhiều hơn một đáp án đúng. Vậy thì cái việc của chúng mình là trong cái quá trình chúng ta ôn tập, chúng ta phải phát hiện ra được cái dấu hiệu là khi nào ra một đáp án và khi nào nó ra hai đáp án. Đây nó là cái phần tối thiểu mà các bạn cần phải đọc đề và chúng ta phải phát hiện được, đúng không? Đấy, cái thứ hai là chúng ta phải chọn đúng sai. Chọn đúng sai thì có thể là câu đơn hoặc là bảng kép, đúng không? Tí nữa mình sẽ có một vài cái bộ câu hỏi thì chúng ta sẽ biết được cái này một cách rõ hơn. Đấy. Hay là kéo, thả đáp án, điền khuyết có gợi ý, giống như kiểu trong tiếng Anh ấy. Mình có một cái bảng trong đấy có rất nhiều từ và bây giờ chúng ta phải lựa chọn các từ đấy vào trong cái nội dung phù hợp nhất. Hoặc là trả lời ngắn là điền thuyết không có gợi ý. Được chưa nào? Về mức độ ấy, về mức độ thì ở đây thì trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì nó sẽ có 4 mức độ, đúng không? Biết, hiểu, vận dụng cao là những câu rất là khó, nhưng đối với đề tư duy thì nó chỉ có 3 mức độ thôi, là tái hiện này, suy luận và bậc cao, tư duy bậc cao. Tái hiện có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu vào của các cái nội dung này nó sẽ là một cái đoạn ngữ liệu, đầu vào sẽ là đoạn ngữ liệu nhá. Và từ đoạn ngữ liệu này chúng ta khai thác được cái gì? chúng ta khai thác được gì từ chính đoạn ngữ liệu này thì đó sẽ là tư duy tái hiện, đúng không? Có nghĩa là tất cả các cái nội dung nó đều có trong đoạn ngữ liệu đó rồi, thì đấy là tái hiện lại thôi. Thế còn nếu mà từ cái nội dung đó mà bây giờ chúng ta cần phải có một vài cái kiến thức riêng của chúng mình nữa, bằng những cái trải nghiệm của chúng mình nữa, bằng phân tích của chúng mình nữa, thì nó sẽ là tư duy suy luận. Và cuối cùng là kết hợp từ suy luận đấy ở trong nhiều cái khía cạnh khác nhau để ra được một cái gì đấy. Ví dụ như là phân tích, đánh giá thì người ta gọi là tư duy bậc cao. Thế thì cái này thì ở cái mức độ của các bạn, khi mà các bạn làm thì nghĩ rằng là chúng ta không cần phải để ý nhiều đến cái này đâu. Bởi đơn giản đấy là khi mà chúng mình làm, chúng mình nên tập trung vào cái phần mà chúng ta làm như thế nào cho nó tốt, nó đúng nhất thôi. Thế còn lại thì chúng ta sẽ không tập trung nhiều ở cái góc độ là chúng ta chia sẻ xem là cái câu nào là tư duy tái hiện, câu nào là suy luận và câu nào là tư duy bậc cao nhá. Ở trong cái phần mô tả về phần trăm ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái bộ câu hỏi này thì gần như là cái tỷ trọng của nó gần như ngang bằng nhau ở trong đề, có nghĩa là 1-1-1 đấy. Và có thể là ở trong cái bộ đề này thì tư duy tái hiện nó nhiều hơn một chút xíu, hoặc là bộ đề khác là suy luận, hoặc bộ đề khác nữa thì lại bậc cao. Nhưng mà nhìn chung thì cái tỷ lệ ở đây nó đều là 1-1-1 hết các bạn nhé. Cái này mờ quá nhỉ. Nhưng mà cái này nó là một cái phổ điểm này thì nó cũng giống với cái phổ của cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia thôi. Thế thì chúng ta nhìn ở phổ này chúng ta sẽ thấy rằng đa phần các bạn sẽ rơi vào cái khoảng làm được đúng trong khoảng từ câu 22 đến câu 30 thôi. Có nghĩa là làm được khoảng 70%, 75%. Đấy, thế còn về sau ở đây thì nó sẽ là các cái câu mà kiểu tư duy bậc cao á, thì các bạn đôi khi là các bạn sẽ làm nó được ít hơn. Thế còn trong cái đồ thị này thì rất là đáng tiếc bởi vì là nó hơi mờ một tí, chắc các bạn không nhìn được ấy. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn được, các bạn sẽ thấy rằng là cái đơn vị ở đây người ta tính là đơn vị số câu đúng chứ người ta không tính số điểm nhá. Thì vì sao người ta lại tính như thế này? Thì đơn giản nó cái kỳ thi đánh giá tư duy này nhá, nó sẽ tính điểm một cách nó rất là khác so với bình thường các bạn ạ. Ví dụ cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia các bạn thấy nhá, là nó sẽ tính ở đây là 0,25 điểm một câu đúng không? Nhưng mà đối với đề thi đánh giá tư duy thì có thể một câu nó không phải là 0,25 đâu, mà nó tùy thuộc vào đâu ạ? Tùy thuộc vào những cái phần mà các bạn đã làm nhá. Sau khi tất cả các bạn đã làm xong đề rồi thì lúc đấy trường phải bắt đầu làm sao nhỉ? Tổng hợp lại xem là trong tất cả 40 câu đấy, câu nào mà nhiều bạn trả lời được đúng nhất, đúng không? Thì cái câu đấy, cái trọng số điểm của nó lúc đấy nó sẽ không còn là 0,25 nữa mà nó có thể nó giảm đi. Ví dụ như vậy, đúng không? Để nó đảm bảo đúng cái tính phân hóa học sinh nhá. Nên là khi mà các bạn mới làm bài xong thì chúng ta có thể ra ngoài chúng ta bảo là mình làm đúng được 36 trên 40 câu. Bạn khác cũng làm đúng được 36 trên 40 câu, đúng không? Nhưng mà khi mà nhận được cái điểm ở trên giấy báo về cho các bạn thì hai bạn có thể là điểm nó khác nhau, đúng không? Bởi vì đơn giản thôi, một bạn làm cũng được 36 câu, nhưng 36 câu đấy là 36 câu ở cái mức độ là tái hiện và suy luận thôi. Nhưng bạn khác làm được 36 câu thì ở cái mức độ nhiều ở suy luận và tư duy bậc cao hơn, thì chắc chắn là cái ngưỡng điểm của nó sẽ phải khác. Nha, các bạn lưu ý như vậy. Thế nên là khi mà chúng ta thi xong thì sẽ có một cái thông tin đó là các bạn làm đúng được bao nhiêu câu thôi, đúng không? Chứ còn điểm thì nó chưa biết. Rồi, nói sơ qua một chút như vậy thôi. Các bạn biết các thông tin đấy chưa? Alo, tương tác tí nhỉ? Các bạn biết các thông tin mà thầy Duy vừa nói chưa? Thử comment là phần chat xem nào. Rồi, đúng không? Ok rồi, rất là tốt nha. Rồi, lớp mình hôm nay chỉ có 56 bạn đúng không? 56 bạn rồi, nhưng mà hy vọng là từ giờ cho đến lúc mà chúng ta ra trận thi cái bài thi này thì vẫn còn đủ 56 bạn như thế này nhé. Đừng rơi rụng, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái buổi đầu tiên bằng cái việc là chúng ta sẽ quét qua một số cái ví dụ trong bài thi tư duy khoa học giải quyết vấn đề. Và cái bài thi này là cái bài thi mà thầy lấy ở trong cái đề thi thử của trường Bách Khoa vào năm ngoái. Đề thi chính thức ấy, bởi vì chúng ta biết được nhá, cái đề thi chính thức của Bách Khoa thì năm ngoái người ta ra ở dưới góc độ là ra toàn quốc luôn. Có nghĩa là ai cũng có thể vào để làm cái đề thi thử đó. Đấy, làm trên hệ thống luôn, đúng không? Thế thì ở đây thì thầy sẽ trích ra tầm khoảng một vài câu có liên quan đến phân môn hóa học thôi, lĩnh vực hóa học thôi. Thế còn các lĩnh vực sinh học và vật lý thì thầy sẽ không đề cập đến ở đây và sẽ có giáo viên khác sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Được chưa? Đây. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy đầu tiên này. Khi mà nhìn thấy đề tư duy thì các bạn sẽ thấy nhá. Đề tư duy nó khác với cái đề thi trung học phổ thông quốc gia lắm, đúng không? Khi mà các bạn nhìn thấy thì đầu tiên các bạn nhìn thấy có một đoạn văn rất là dài. Rất là dài luôn. Đoạn văn này thì cái nội dung của nó không có ở trong chương trình trung học phổ thông. Chúng ta học cả 3 năm 10, 11, 12, chúng ta không biết được cái chất nào là chất salbutamol cả. Chả biết là chất nào cả, đúng không? Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một cái nội dung như thế này. Vậy thì khi mà các bạn thấy như thế này thì nó có một ý nghĩa như này nhá. Đó là ví dụ tất cả 100 bạn đều thi thì cái đầu vào của các bạn ấy nó đều là như nhau hết. Có nghĩa là nó đều là một cái ngữ liệu đoạn văn đầu vào như thế này. Và bây giờ cái vấn đề là khi các bạn làm, các bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến đoạn văn này thì cái quá trình các bạn giải quyết ở đây nó có thể không bằng cái việc là các bạn học giỏi kiến thức ở chương trình trung học phổ thông, mà đôi khi chính là cái kỹ năng mà các bạn phân tích, các bạn xử lý dữ liệu để các bạn ra được cái nội dung, ra được cái kết quả mà yêu cầu mà cái đề nó mong muốn thôi. Được chưa nào? Vì thế nên là ở đây thì có bạn sẽ đặt ra câu hỏi là em bị mất gốc hóa này, hay là em bị mất gốc sinh, lâu rồi cũng không hóa thì em nhìn em chả biết cái gì cả. Nhưng mà thực ra ấy, nếu biết thì tốt, nhưng mà không biết thì cũng không phải là một cái gì đấy nó quá đáng cả. Bởi vì bây giờ chúng ta mới đang luyện mà, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta đọc thử nhá. Cái đoạn văn nó rất là dài, nó tầm khoảng, cái này tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? Tầm khoảng 1/3 trang A4, đúng không? Nó nói về một cái chất nào đấy, thì ở đây nó nói về một cái chất là salbutamol, đúng không? Một hợp chất có hoạt tính sinh học cao. Đấy. Cái chất này thì được dùng để điều chế thuốc điều trị hen suyễn này. Bên cạnh tác dụng chính dùng trong y học thì nó còn làm cái chất tạo nạc ở trong chăn nuôi, hoặc sử dụng làm doping ở trong thi đấu thể thao. Trong thi đấu thì vận động viên sử dụng cái salbutamol này nếu như mà vượt quá 20 microgram ở trên 1 kg tỉ trọng nhá, thì nó được coi là sử dụng không phải mục đích điều trị. Đấy, có nghĩa là nếu mà điều trị thì nó phải nhỏ hơn 20 microgram, đúng không? Như vậy nếu lớn hơn như này rồi thì có nghĩa là anh này anh có thể anh dùng làm doping rồi, đúng không? Đấy, nó song song với kiểu testosterone ấy, đúng không? Đấy. Ngoài ra thì người ta cho chúng ta một ngữ liệu khoa học, đó là salbutamol thì nó có cái công thức như trên này. Đây là công thức cấu tạo của salbutamol. Được chưa? Công thức cấu tạo này thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó cho thấy là cái cấu tạo giữa phân tử và hoạt tính của nó. Sự ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm chức ở bộ khung này thì nó sẽ quyết định nên cái hoạt tính sinh học. Đấy. Cấu tạo gồm như thế nào người ta cũng mô tả ra, đúng không nào? Đấy. Sự khác biệt của hai cái loại nhóm chức là OH phenol có lượng axit mạnh hơn như này, bla bla các thứ. Thì đây nó đều là cái phần kiến thức, đúng không? Rõ ràng chúng ta đã học rồi. OH của phenol nó có lực axit mạnh hơn OH của ancol, cái này hiển nhiên. Ở trong chương trình lớp 11 mình đã học rồi, ancol phenol, đúng không? Học rồi. Hiển nhiên là như thế, đúng không? Nhưng mà ở đây nhá, nó dành cho những cái bạn nào mà chúng ta quên kiến thức lớp 11 rồi thì bây giờ ở trong dữ liệu đoạn văn nó cũng đưa ra cho chúng ta các cái nội dung đó, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các cái nội dung mà chúng ta vừa tóm tắt ấy để chúng ta làm cái gì ạ? Xử lý các câu hỏi. Thì ở đây nó có tầm khoảng 7 cái bài, mỗi bài tầm khoảng 5 đến 7 câu hỏi. 5 đến 7 câu hỏi nhá. Được chưa? Đây, câu hỏi thứ nhất. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đúng hay sai? Đúng không? Đây thì những cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là câu 1, câu 2 này nó đã rơi vào cái dạng thức câu hỏi gì các bạn nhỉ? Câu hỏi gì? Đúng sai, đúng không? Đúng sai, nhưng mà câu hỏi này câu hỏi đơn. Có nghĩa là nó yêu cầu nó hỏi đúng sai của một mệnh đề thôi. Đúng chưa? Rồi, ok, thì các bạn trả lời thầy câu 1 xem nào. Câu 1 nhá, thì ở trong cái phần classin này nó sẽ có một cái đó là nó cho chúng ta đây. Rồi, ok, đáp án A là sai và đáp án B là đúng các bạn nhé. A là sai và B là đúng nhá. Là các bạn lựa chọn là gì nào? Rồi, có rất nhiều bạn chọn đúng, đúng không? Được 61 bạn rồi, đúng không? Đến đây có 61 bạn. Rất hy vọng là chúng ta có đủ 60 đến 61 câu trả lời nhé. Rồi, thế nhìn ở đây thì đã thấy kết quả nó rất là áp đảo rồi đúng không? Đấy. 49 rồi. Rồi, ok. Thứ nhất là chúc mừng các bạn đã tham gia trả lời câu hỏi này. Thì ở đây mà nhìn nhá. Để thể hiện được cái lực axit của phenol này, đã là lực axit thì sẽ phải cho nó phản ứng với những cái gì mang tính base đúng không? Bazơ. Thì NaOH là chính là bazơ rồi, đúng chưa? Vậy đây đáp án của mình là đúng nhá. Đấy. Vậy B là đúng này. Chúc mừng các bạn nha. Tiếp theo câu thứ 2, phát biểu sau đây đúng hay sai? Nào, vẫn như thế các bạn nhé, vẫn như thế. Nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn như vậy. Nào, đúng hay sai nào? Vẫn A là sai, B là đúng nhá. Đấy, bây giờ thầy nhìn thì lại thấy rằng là chúng ta lại gần như ngang bằng nhau rồi. Cứ ngang bằng nhau rồi, đúng không? Bạn Hoàng Trung gì đấy nào? Thấy có thể kéo lại lên cho bé xem lại cái văn bản luôn rồi. Lại chưa đọc văn bản kỹ á gì? Được. Ok, được rồi. Đợi thầy một chút. Về văn bản đây. Đấy. Sẽ giúp kinh nghiệm cho các bạn là lần sau thì sẽ cho ở bên này nó có một cái phần văn bản để các bạn có thể theo dõi nhé. Được chưa? Được chưa? Hoàng Trung được chưa nào? Đấy, như vậy đến đây thì các bạn đều nhìn thấy là số lượng bạn trả lời đúng và số lượng bạn trả lời sai ở đây nó gần như ngang bằng 28, 29 rồi. Thế thì chúng mình phải nhìn ở trong cái công thức này nhá. Nhìn trong cái công thức này này. Nhìn thấy ở đây này. OH của phenol á. OH của phenol là những OH như thế nào là OH của phenol các bạn nhỉ? Khánh Hùng nào. Khánh Hùng có thể trả lời nào. Khánh Hùng mở mic đi. Khánh Hùng mở mic được không? Được rồi. Em được rồi, đợi thầy một chút nhé, thầy sẽ mở lại cái phần văn bản nhá. Rồi, đợi tí, trong lúc đợi văn bản nó lên thì chúng ta cứ giải quyết tiếp nhá. Thế thì chúng ta nhìn ở chỗ này nhá, thế thì chúng ta thấy này, ở trong cái công thức này thì chúng ta phải phân biệt được hai loại đúng không? Thế nào là OH của phenol và thế nào là OH của ancol? Có thể phân biệt được không các bạn nhỉ? OH của phenol á, nó là cái nhóm OH mà liên kết gì? Liên kết trực tiếp với vòng benzen. Trực tiếp với vòng benzen. Được chưa? Còn OH của ancol thì là OH gì ạ? Liên kết với gì? Carbon gì? Carbon no. Đúng không? Thế thì dựa vào đấy chúng ta nhìn thấy luôn là ở chỗ này chúng ta chỉ có duy nhất một OH của phenol thôi. Đây là OH của phenol. Đúng không? Còn hai cái này nó là OH của gì? Của ancol. Đúng các bạn? Được không nào? Đó, thế nên là ở đây thì nó sẽ mang tính chất của một phenol đơn chức là đúng hay sai? Đúng hay sai các bạn? Đúng hay sai nhỉ? Đúng đúng không? Đấy. Đây. Phải mở một cái màn hình nữa đây. Có nhìn được không? Có nhìn được không các bạn ơi? Alo, alo, các bạn nhìn được không? Nếu nhìn được giơ tay, nhìn được thì giơ tay. Ok. Rồi, được rồi. Rồi, ok, thế chúng ta sẽ nhìn như này nhá. Ở trong khi mà chúng ta thi, khi mà chúng mình thi thì nó cũng sẽ như thế này thôi. Có nghĩa là nó sẽ có hai bên. Một bên sẽ là nội dung của đoạn văn, một bên là chúng ta cũng có thể là chúng ta nhìn được á. Nhá, ok. Rồi. Ok nhá. Thế thì ở đây của chúng ta sẽ đáp án của mình là đáp án là đúng là một cái phenol đơn chức đúng không? Bởi vì trong này nó chỉ có một nhóm OH thôi. Chỉ một nhóm OH phenol thôi, đúng không nào? Rồi tiếp tục ạ, chúng ta xuống cô bên dưới. Cô bên dưới thì cái dạng của nó còn giống bên trên nữa không? Cô 3, các bạn nhìn cô 3 nó còn giống câu 1-2 nữa không? Cái dạng thức của cô 3 là dạng thức gì nhỉ? Nó hỏi kiểu gì đấy? Các bạn, cái câu 3 nó hỏi là hình thức của nó là gì đấy? Nào thử comment vào đây xem nào. Các bạn thử nhận diện cái đề thi xem nào. Câu 3 này thì hình thức của nó là gì? Nó là... Đúng rồi, điền khuyết. Điền khuyết có hai loại điền khuyết các bạn nhé. Một loại là điền khuyết có gợi ý. Nó giống như kiểu trong đề tiếng Anh ấy. Có nghĩa là có một cái khung trong đấy có rất nhiều từ, đúng không? Và một loại điền khuyết là gì? Không có gợi ý. Thì cái này thuộc loại là có gợi ý, không gợi ý nhỉ? Không gợi ý đúng không? Đấy. Rồi. Thế theo các bạn là chúng ta sẽ điền cái gì vào đây? HBr. HBr. Acid. Acid HBr. À, có một bạn nói là điền nước vào đây. Acid HBr. Trần Tuấn Tú. Ok. Vũ Tuyết. Ok, được rồi. Thế thì ở đây thì mình nhìn cũng rất là dễ thôi đúng không? Thế thì khi mà mình làm nhá, khi mình làm này, để chứng minh một cái gì đấy có tính bazơ nhá. Để chứng minh một cái gì đấy có tính bazơ thì phải cho nó phản ứng với cái gì ạ? Dung dịch có tính axit nhá, dung dịch có tính axit nhá. Thì axit mà chúng ta gặp ở đây nó sẽ là HBr. Đúng không? HBr. Hoặc là chúng ta có thể ghi ở đây là axit HBr này cũng được. Đúng không? Hai cái này nó hoàn toàn làm sao nhỉ? Cái ý nghĩa của nó hoàn toàn tương đương với nhau. Hoặc là axit cũng được nhá. Ý nghĩa thì hoàn toàn tương đương với nhau. Đồng nghĩa với việc là những cái câu hỏi này thì sau khi mà các bạn trả lời xong ấy thì nó sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian để chúng ta rà soát lại một lần nữa để nó chuẩn hóa lại nhá. Hoặc là gì ạ? Hoặc là người ta sẽ có thêm một vài cái yếu tố ở chỗ này, ví dụ như là cái đáp án là một cái từ gì đấy nó có số ký tự nhỏ hơn 3 chẳng hạn, nhỏ hơn bằng 3. Hoặc nó là một con số chẳng hạn, hoặc là nó lấy đằng sau dấu phẩy bao nhiêu chữ số thập phân. Đấy, ví dụ như vậy, có nghĩa là nó sẽ thể hiện cho một cách rất là rõ ràng mạch lạc của chúng ta ở đây. Và khi nó thể hiện như vậy thì chúng ta phải đảm bảo đúng nhá. Được chưa? Các bạn nghe rõ nhá. Rồi, như vậy ở đây khá nhiều bạn đúng rồi. Câu số 4 ạ, đây là một câu đơn đúng không? Cả ba nhóm OH của salbutamol có tính chất hóa học tương tự nhau. Câu này các bạn có đúng hay sai nhỉ? Đúng hay sai các bạn ơi? Ở trong chương trình mình học đúng không? Thì đây nó là các hợp chất của nhóm chức. Thì đối với các hợp chất của nhóm chức ấy, thì nó thể hiện các tính chất hóa học đặc trưng. Và hai cái nhóm OH ở đây, hai loại OH ở đây, nó là các nhóm OH khác nhau. Các nhóm OH khác nhau. Ví dụ này, OH của phenol á, thì nó sẽ có các phản ứng, ví dụ như là phản ứng với NaOH này, đúng không? Hay là phản ứng với Br2, Br2. Đấy, một số cái khác. Còn OH của ancol á, thì ở đây nó phản ứng với cái gì ạ? Phản ứng được với natri. Nó không phản ứng được với NaOH. Đúng không nào? Như vậy ở đây cái nhận định của mình phải là nhận định sai. Nhá, ok chưa? Nhận định sai. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ mình mới dừng đến 4 câu hỏi. 4 câu hỏi thôi. Những bạn nào mà làm được cả 4 câu hỏi thì giơ tay thử đi xem nào. Ok, rồi. Thấy bạn Vũ Ngọc Sơn này, bạn Vũ Ngọc Sơn này, bạn không giơ này. Vũ Ngọc Sơn này có sai câu nào không Sơn ơi? Alo. Sơn đâu rồi? Sai 2 câu đấy, không sao nhá, không sao nhá. Đấy, cố gắng, được chưa? Đấy. Như vậy ở trong cái phần này chúng ta nhìn thấy có rất nhiều câu đúng sai đúng không? Và những cái câu đúng sai này người ta gọi đây là câu đúng sai đơn nhé các bạn nhé. Rồi, cảm ơn Tuấn Hưng. Cảm ơn Sĩ Đức. Tiếp tục ạ. Đây, một câu này thầy muốn các bạn tự làm. Rồi, ok, mất gốc hóa. Được rồi, thế bây giờ mất gốc hóa đúng không? Bây giờ thử làm câu 5 xem nào, làm câu 5 xem có bị mất gốc hóa không nào. Đọc xem nào, thử làm câu 5 xem có bị mất gốc hóa không. Các bạn sẽ có khoảng ở câu 5 cho các bạn máy trả lời nhá. 4 đáp án ABCD. Rất nhiều bạn trả lời nhanh đúng không? Hay là các bạn làm đề này rồi nhỉ? Các bạn làm đề này chưa? Cái này hình như là thầy có gửi cô Bích rồi, thầy gửi cô Bích tài liệu rồi đấy, không biết là các bạn đã đọc chưa? À, vừa đọc là như thế nào? À, em làm rồi. Thầy mở thì mới làm, ok. Rồi, cảm ơn Việt Hùng làm đề trên web. Rồi, 39/100. Ô, có nghĩa là Hoàng Sơn học cả khóa trước à Hoàng Sơn? Hoàng Sơn học cả khóa trước à? Rồi ok nhá. Thì câu này của chúng ta nhìn thấy này, thầy cũng rất là tin tưởng các bạn vì là chỗ này đều đưa ra đáp án C đúng không? Và đáp án C cũng là đáp án chính xác đấy nha. Cái câu này thực ra là mình có cần phải biết gì về hóa không nhỉ? Câu này mình cần biết gì về hóa không? Chắc không đúng không? Mình đọc ngữ liệu thôi thì mình rõ ràng mình thấy này. Trong thi đấu thể thao nếu mà vượt quá 20 microgram trên kg thì coi như là không sử dụng nhằm mục đích điều trị. Đúng không? Thì bây giờ ở đây anh này nặng 80 kg đúng không? Thì rõ ràng là nó phải là 1.600. Ok chưa? Ok chưa nào? Đó. Nhá. Thì cái này thì đơn giản nên mình không chữa nữa nha. Cái này chúng ta chỉ cần đơn giản thôi, lấy 80 kg mà nhân với 20 thì ra 1.600 thôi nhá. Đó, câu bên dưới nó hơi khó với các bạn một tí này. Khi cho salbutamol tác dụng với HBr dư thì thu được hợp chất có công thức phân tử là như thế nào? Đấy, thì bây giờ ví dụ các bạn đúng là cái câu này nếu mà mất gốc hóa nó cũng hơi khó với các bạn một tí này. Nhưng mà cái này thì quan trọng hơn nhất là chúng ta phải biết cái cách tư duy. Bởi vì nếu mình tư duy thì mình mới làm được. Đấy, đây đúng là cái đề tư duy mà. Đúng không? Vậy từ cái công thức nhá, từ cái công thức của salbutamol của mình là C bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? C13 này. H21 NO3 đúng không? Bây giờ theo các bạn là khi phản ứng với HBr là nó sẽ phản ứng vào những vị trí nào ở trong cái công thức này? Bạn nào có thể xung phong trả lời nào? Giơ tay nhá, xung phong thì giơ tay nhá. Những vị trí nào? Bạn nào có thể xung phong không? À, nối đôi nhưng mà... nối đôi được rồi. Nhưng mà cái nối đôi trong vòng benzen này thì nó sẽ không thể nào mà phản ứng được với đâu nhá. Ok không? Nối đôi trong vòng benzen ấy, nó sẽ không phản ứng được với HBr đâu. Nếu như nối đôi ở CC thì có, nhưng mà nối đôi vòng benzen thì không. Nhá, ok. Khánh Hùng này. OH này. OH, chúng ta có hai loại OH nhá. Thế thì khi phản ứng với HBr thì nó sẽ tấn công một là vào OH ancol này. Đấy, hai OH ancol đúng không? OH phenol này nó sẽ không có phản ứng với HBr các bạn nhé. Và thứ hai là nó phản ứng với cái trung tâm NH3 này này. Đó, được chưa? Thế bây giờ khi nó phản ứng với OH nhá. Nó phản ứng OH thì nó sẽ thay thế cái Br vào đây. Thay thế Br vào đây. Như vậy nó mất OH đi đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải trừ đi 2 oxy này. Đúng chưa? Trừ đi 2H này. Cộng với 2 Br. Thầy viết này các bạn hiểu không ạ? Bởi vì ở đây nó thay thế này. Thay thế OH đúng không? Thay thế OH thành Br mà. Vậy thì có phải trừ đi 2 oxy không? Trừ 2H đúng không? Thế còn cái chỗ NH này làm sao nhỉ? NH thì nó sẽ cộng với 1H và cộng với 1 Br nữa. Đúng không? Và đây nó chính là cái sự gì ạ? Sự thay đổi cái thành phần ở trong cái hợp chất. Thế thì chúng ta xem C không thay đổi đúng không? vẫn là C13. H bây giờ là H mấy các bạn nhỉ? H mấy ạ? H21 này, 21 trừ 2 cộng 1 là H20, đúng không? H20, đúng không? Br3 NO. Vậy đáp án A cho câu hỏi này. Thưa thầy, thầy nói lại được không cho em ạ? Nói đến đâu rồi em nhỉ? Sơn Đức nhỉ? Đức ơi, Đức nói đến đâu? Thầy nói đến đâu rồi? Em muốn thầy nói lại từ đâu? À, tại sao vào chỗ NH đúng không? Cái NH này này, NH này. À đúng rồi, quên mất, các bạn đang lớp 12. Lớp 12 thì nếu như mà bạn nào mà học nhanh ấy, học nhanh ở trường mà học sớm ấy, thì ở trong cái chương amin, chương 3, học chương 3 chưa? Trong chương amin nhá, là các hợp chất chứa nitơ ấy nhá. Đấy, hợp chất chứa nitơ ấy thì nó sẽ có phản ứng này, đúng chưa? Nó sẽ có cái phản ứng này nhá. Đấy, và trong cái phản ứng với NH3 này, NH này này, thì đây nó là cái, nó phản ứng được những cái gì mà tính axit nhá, được chưa? Và phản ứng cộng dồn vào, nhá. Nhưng mà ở đây có một bạn rất là tinh này, đây bạn ấy đã con cho luôn cái này vào rồi. Là trong cái đoạn văn này cũng đã nói về cái nội dung đó rồi đúng không? Ở đây có một bạn nói là Ngọc Sơn thu hồi tin nhắn, chắc là phát hiện ra ở đây có cộng 1H đúng không? Ngọc Sơn nhỉ, phát hiện ra cộng 1H đúng không? Đấy nha. Thì cái cộng 1H và 1Br này này thì nó chính là nó cộng vào cái vị trí của NH này này. Thầy viết như thế này các bạn có nhìn rõ không? Alo. Alo, alo. Viết này các bạn nhìn rõ không? Đấy, với lại chúng ta làm thói quen nhé. Làm thói quen, ví dụ như là khi mà thầy chữa xong ấy, thì có thể bạn nào đó có thể là cap lại cái màn hình này một chút để chúng ta lưu lại nhá. Cap lại màn hình sau đó đăng luôn phần chat này cũng được này, để mình lưu lại một chút nhá, để cũng tham khảo thôi, được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ sang cái câu hỏi như vậy. Câu này nhá, là vẫn là trắc nghiệm khách quan, một đáp án đúng, đúng không? Bây giờ mình sang cái dạng thức câu hỏi cuối cùng ở trong cái đoạn văn về salbutamol này. Đây, cái dạng này theo các bạn là dạng gì ạ? Cũng là đúng sai, nhưng mà đúng sai này là đúng sai kép nhá, đúng sai kép. Có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta một cái đoạn, trong đấy có tầm khoảng 5 đến 6 câu, 6 câu hỏi về đúng sai, đúng không? Và chúng ta sẽ phải làm nhá. Đó, thế thì bây giờ các bạn sẽ xử lý cho thầy Duy như sau này. Thầy Duy sẽ chưa hỏi các bạn là từng câu một, mà các bạn phải làm cả 5 câu. Và sau đó các bạn sẽ điền vào đây với cái cấu trúc, ví dụ như là 1 đúng, 2 sai, 3 đúng gì đó nhá. Các bạn điền vào trong tin nhắn này, được chưa? Và thầy Duy cho các bạn tầm khoảng 2 phút để chúng ta có thể xử lý câu hỏi này, được chưa nào? Xong thì comment là phần chat cho thầy nhá. 2 phút, bắt đầu. Rồi. Hết giờ. À, có 14 bạn comment rồi đúng không? Xem nào. Đúng sai sai. Đúng sai đúng sai. Đúng sai đúng sai sai. Đúng sai đúng đúng. Đọc cái này cũng mỏi mồm phết nhỉ. Đúng sai. Đúng sai sai. Nhưng mà từ nãy giờ thì thấy là đúng sai sai nhiều phết đấy. Đúng sai đúng. Ok. Được rồi. Thế thì khi mà các bạn làm cái này nhá, khi các bạn làm cái này ý, thì nó sẽ có hai vấn đề đặt ra cho các bạn. Hai vấn đề đặt ra luôn. Vấn đề thứ nhất là ở đây có 5 câu đúng không? Thế liệu rằng bây giờ em chỉ đúng có một ý thôi thì em có được điểm không? Đúng không? Đấy. Hay là em phải làm đúng hết cả 5 câu em mới có điểm ở câu này. Đấy, đúng không? Thế thì cái này thực ra là bởi vì bên Bách Khoa ấy, thì người ta chưa đưa ra cái cách thức để người ta chấm điểm một cách công khai cho cái bài này. Đấy, chưa đưa ra cái cách thức xem là khi mình đúng một ý, hai ý các thứ thì nó có tính điểm hay không ấy. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là khi mà đúng hết thì chúng ta được điểm của cái phần đúng hết đấy. Còn nếu mà chúng ta sai, ví dụ như là đây có 5 câu mà chúng ta sai 2 câu chẳng hạn, chúng ta đúng 3 câu thì có thể chúng ta vẫn được một nửa cái tổng số điểm của cái câu này. Ví dụ như vậy. Đấy, thầy đoán như vậy thôi. Thế còn lại thực ra là cái này sẽ không ai nói được về cái đoạn là liệu rằng là mình có tất cả 5 ý, mình đúng hết cả 5 thì hiển nhiên có điểm rồi. Thế liệu rằng bây giờ nếu mà mình sai một hay một vài ý thì có điểm hay không? Thì cái này ở trong đề Bách Khoa thì cũng không biết là người ta chấm như thế nào cả. Thế còn lại thì khi mà chúng ta làm ấy thì mình luôn luôn kỳ vọng là chúng ta phải làm một cách chính xác nhất nhá. Thì bây giờ thầy sẽ chữa cho các bạn câu này nhá. Salbutamol thì vừa có tính chất hóa học của một axit và vừa có tính chất hóa học của một bazơ. Đúng không? Câu này đúng nhá. Đúng không? Chúng ta nhìn ở trong cái công thức cấu tạo của salbutamol á. Trong công thức cấu tạo của salbutamol nhá. Chúng ta nhìn này. Thì cái nhóm mà thể hiện tính axit ở đây ấy, cái nhóm thể hiện tính axit ở đây nhá, nó chính là cái gì đây? Phóng to lên tí. Cái nhóm mà thể hiện tính axit ở đây nó chính là cái OH của phenol ấy. Được chưa? OH phenol nó chính là cái nhóm thể hiện tính axit nhá. Thế còn lại thì cái nhóm thể tính bazơ ở đây nó chính là cái nhóm NH2 này nhá. Acid ở đây nó chính là cái OH của phenol. Đấy, vì thế nên là phenol người ta gọi là acid yếu mà acid phenic đúng không? Thế còn bazơ ở đây thì nó là cái nhóm gì? Cái nhóm NH, nhóm đặc trưng của tính bazơ nhá. Thứ hai, salbutamol phản ứng với NaOH ở tỷ lệ mol 1:3 thì cái này là sai nhá. Nhớ này, salbutamol là hợp chất của nhóm OH phenol. Thì cái số mol của NaOH nhé, các bạn phải lưu ý nó bằng với số mol của OH phenol. Thế thì trong này của chúng mình nó chỉ có một OH phenol thôi đúng không? Là cái OH mà đính với vòng benzen ấy, đính trực tiếp đúng không? Thì nó sẽ phản ứng không phải tỷ lệ 1:3 nữa mà phải là tỷ lệ gì? 1:1 các bạn nhá. Đó. Câu 3, salbutamol phản ứng với NaOH cho tỷ lệ mol 1:3. Đúng không? Chuẩn quá đúng không? Đúng rồi. Lý do gì nhỉ? Bởi vì là ở đây chúng ta nhìn thấy có tất cả là 3 cái trung tâm có thể phản ứng được với NaOH. Có 3 cái nhóm OH này. Đúng chưa? Phản ứng với Na thì là tất cả các nhóm OH đều phản ứng với Na. Nhưng nếu mà phản ứng với NaOH thì phải là OH nào mà thể hiện cái tính axit thì mới có phản ứng với NaOH được nhá. Rồi, câu 7.4 bắt đầu với khó này. 7.4, 7.5 thì nó hơi lạ với chúng ta một tí. Sản phẩm sau khi đã kiềm hóa nghĩa là cho cái salbutamol để phản ứng với NaOH thì có thể phản ứng với HBr dư theo tỷ lệ mol 1:5 được hay không? Thế thì sau khi kiềm hóa các bạn nhé, sau khi kiềm hóa này thì ở cái chỗ này á nó sẽ tạo thành cái gì? Kiềm hóa là nó phải cho phản ứng với NaOH đúng không? Vậy thì khi cho phản ứng với NaOH nào, đợi một chút nhé các bạn, đợi một tí. Khi cho phản ứng với NaOH này thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó chuyển thành là ONA không phải OH nữa, đúng không nào? Đấy, đúng chưa? Và khi nó chuyển thành ONA như thế này nhá, các bạn nhé, khi chuyển thành ONA như thế này ấy, thì nó lại có phản ứng với HBr. Bởi vì HBr lúc này nó là gì? Nó là nhóm axit đúng không? Nhóm axit này. thì nó sẽ có phản ứng với những cái nhóm mang tính bazơ hoặc là những cái nhóm OH của ancol, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy ở chỗ này nó một nó phản ứng vào đây, đúng chưa? Hai là nó phản ứng vào đây, phản ứng vào đây, hai cái phần này thì bên trên nói rồi đúng không? Và ba nữa nó phản ứng vào đây nữa, được chưa? Bây giờ nó tạo thành cái gì nhỉ? Nó không phải là ONA nữa đúng không, mà nó lại tạo thành OH đấy, được chưa? Được rõ chưa nào? Nhưng mà cái này nó không phải là tỷ lệ 1:5 nữa mà nó phải là tỷ lệ bao nhiêu? Tỷ lệ 1:4 các bạn nhá, tỷ lệ 1:4. Đấy, có nghĩa là lúc này chúng ta bắt đầu phải chuyển hóa từ tư duy bậc thấp thành tư duy bậc cao. Đúng chưa? Lúc nãy thầy vừa nhìn thấy cái bạn Trần Thanh gì đấy, Trần Thanh Tâm mà hay Trần Thanh gì đấy đây này. Trần Thanh Tùng à? Bạn có giơ tay đúng không Tùng? Alo? Tùng hỏi gì Tùng nhờ? Tùng có thể giơ tay một lần nữa và Tùng mở mic nhé. Alo? Tùng có thể giơ tay một lần nữa và Tùng mở mic để Tùng nói nhá. Rồi, Tùng nói đi. Tùng mở mic đi. Rồi Tùng nói đi. Tùng nói to hơn được không? Được rồi. Nhưng mà thầy bảo này, không biết là các bạn khác có nghe Tùng nói không? Các bạn khác nghe thấy Tùng nói không? Bởi vì là thầy bên này thầy đang nghe thấy hơi bé. Tùng có thể nói to vào mic một chút được không? Mà thầy vặn loa hết cỡ rồi đấy. Nhưng mà thầy thấy Tùng có nói về cái phản ứng của HBr với NH đúng không? Đấy, thế bây giờ nhá, thì thầy sẽ nói qua với các bạn một tí về cái phản ứng của HBr với NH nhá. Đây. Đây nhá, cái NH này. NH này đúng không? NH2 hay là NH nhá. Thì đây nó đều là các cái phản ứng của amin. Amin, cái hợp chất này chúng ta sẽ học ở trong chương 3. Chương 3 của chương trình hóa lớp 12 ấy, là sau chương carbohydrate ấy. Thì những cái này khi phản ứng với axit nhá. Thì axit của chúng mình là thường mình sẽ gặp hai axit là axit HCl này, hoặc là HNO3 này, hoặc thậm chí là HBr như bài ngày hôm nay, đúng không? Thế thì khi phản ứng như này thì cái phản ứng nó sẽ mang tính chất là tính chất cộng dồn. Cộng dồn vào có nghĩa là cộng tổng tất cả vào. Ví dụ như là cái amin của chúng mình là RNH2 đúng không? Bây giờ thầy Duy cho phản ứng với HBr nhá. Đúng không? Thì nó sẽ cộng dồn vào thành R này. Đang là NH2 thì bây giờ thành NH mấy? NH3 và Br. Đây là cái đặc tính của cái phản ứng cùng với amin. Các bạn nhá. Hay là với cái amin mà chúng ta đang xét ấy, R1, NH và R2. Tôi không cần quan tâm đến R1, R2, hai gốc hydrocarbon này là cái gì. Mình không cần quan tâm đâu, đúng không nào? Mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến là anh này anh phản ứng HBr đúng không? Có nghĩa là tôi sẽ cộng dồn vào. Tôi được là R1 NH thì bây giờ là NH2 R2 và Br như này. Ok chưa nào? Ok chưa? Nào thì tương tự nhá, còn một cái amin nữa kiểu như thế này. Nitơ thôi. R1, R2, R3. Bây giờ khi mà cộng với HBr chẳng hạn ấy, đúng không? Thì nó sẽ cộng dồn vào đây. Nó tạo thành NH và Br nó như thế này. Được chưa nào? Đấy. Nào, thì không biết là với cái cách giải thích như thế này thì nó đã thỏa mãn cái câu hỏi của Trần Thanh Tùng chưa? Alo. Alo, alo. Các bạn có hiểu thầy nói gì không đấy? Nếu hiểu giơ tay nhá, hiểu giơ tay nhá. Hay là hôm nay do lỗi cái loa của thầy nó bị có vấn đề nhỉ? Đấy, giơ tay thì vẫn nghe, giơ tay vẫn nghe được mà. Ok, được rồi, cảm ơn các bạn. Được rồi. Nhá, cái này thầy không muốn nói, nghĩa là thầy sẽ không nói cái này một cách kỹ đâu. Đúng không? Bởi vì cái mục tiêu của chúng ta ở trong cái khóa này nó không phải là học hóa như thế này. Đúng không? Mục tiêu của chúng mình ở đây nó là đánh giá tư duy nhá, các bạn nhá. Đấy, vì thế nên những cái này chúng ta có thể là chúng ta sẽ học ở trong một cái bài giảng khác hoặc là một cái khóa khác, nó thuần về đánh giá năng lực hoặc là nó thuần về ôn thi trung học phổ thông quốc gia nhá. Hoặc thậm chí là cái chỗ này các bạn sẽ nhìn thấy này, chính là cái phản ứng này ở trong cái đoạn văn ấy. Trong đoạn văn người ta có rồi đúng không? Đó nha, được chưa? Chuyển tiếp nhá. Bây giờ sang đến câu 7.5 này. Câu 7.5 thì thoạt nhìn nó hơi lạ một tí. Trong sách vở người ta chẳng bao giờ người ta nói về cái hoạt tính sinh học này cả. Hiển nhiên chẳng bao giờ nói cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử trả lời cho thầy câu này xem nào. Hoạt tính sinh học của salbutamol được quyết định bởi nhóm chức amino. Nhóm amino ở đây chính là cái nhóm NH ấy. Các bạn đọc đoạn văn các bạn thấy là cái câu này đúng hay sai? Câu trên là sai nhá. Nào chúng ta đọc chúng ta thấy câu này đúng hay sai? Sai đúng không? Hưng đọc ở chỗ nào đấy? Hưng đọc ở chỗ nào đọc nhanh đấy? Hưng đơn nào? Hưng đâu? Hưng mở mic xem nào. Có mở được mic không? Thấy Hưng mở mic rồi nhưng Hưng chưa nói gì đúng không? Alo, Hưng ơi, Hưng nói gì? Hưng nói được không? Các bạn khác có nghe thấy Hưng nói gì không? Thầy không nghe thấy Hưng nói gì cả. Ok, thế thì thử một bạn khác nhá, thử một bạn khác xem nào. Bạn Vũ Anh Tuấn xem nào, bạn Vũ Anh Tuấn đâu? Bạn Anh Tuấn đâu, bạn Anh Tuấn mở mic cho thầy được không? Alo. Ôi giời. Bảo mở mic một cái tắt luôn. Bạn Sĩ Đức xem nào. À đây Vũ Anh Tuấn rồi, ok đây rồi. Tuấn nói một vài câu thầy xem nào. Được rồi. Tuấn làm được câu 7.5 chưa? Nghĩ đến bây giờ đọc lướt qua nào. Trong đoạn văn này thầy gợi ý là trong đoạn văn này có câu nội dung liên quan đến rồi đấy. Nó giống như kiểu học tiếng Anh thì chắc chắn một điều là các bạn không phải là những người học giỏi tiếng Anh. Đấy, vậy thì nếu mà trong cái đề thi tiếng Anh của chúng mình chắc chắn nó có cái câu hỏi mà liên quan đến đoạn văn ấy, thì cái cách mà các bạn làm sẽ là như thế nào? Có phải là các bạn đọc hết đoạn văn là các bạn phải dịch nó ra bằng mọi cách không? Hay là các bạn phải làm gì nhỉ? Tìm keyword đúng không? Đúng rồi, thế trong cái này thì các bạn tìm keyword thế này. Hoạt tính sinh học đúng không? Hoạt tính sinh học chúng ta đọc lướt đoạn văn chỗ nào có hoạt tính sinh học không? Làm gì đấy đây này. Chỗ nào nhỉ? Đây, các nghiên cứu cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa cấu tạo phân tử và hoạt tính sinh học của một hợp chất hữu cơ. Sự ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm chức và bộ khung carbon của hợp chất sẽ quyết định nên hoạt tính sinh học của hợp chất đó. Đúng không? Các bạn nhìn ở đây. Vậy thì cái mà quyết định hoạt tính sinh học của salbutamol ở đây nó không phải là nhóm amino đâu. Mà nó là gì ạ? Nó là cái gì ạ? Nó là mối quan hệ qua lại giữa nhóm chức và bộ khung carbon. Được chưa các bạn? Nhìn thấy giờ quen đúng không? Trong làm tiếng Anh các bạn cũng phải làm như thế đúng không? Thầy nghĩ như vậy. Thầy làm tiếng Anh thầy cũng phải làm như thế. Có nghĩa là không bao giờ chúng ta dịch cả đâu. Một cái đoạn văn như thế này nhá, một đoạn văn như thế này ý, nếu mà chúng ta làm ở trên giấy thì chúng ta cứ lật đi lật lại các trang thôi. Đúng không? Nhưng mà nếu mà mình làm trên máy thì nó sẽ đúng cái kiểu như thế này. Có nghĩa là một bên là đoạn văn, một bên là câu hỏi mà chúng ta phải khai thác. Ok chưa?